Mở bao nhiêu phần trăm? 7% là tốt rồi nhé, 7%. Nhưng mà thế này, cái mốc mà người ta đưa ra ấy, là người ta khuyến nghị trung bình 10 đến 15%. Thế nhưng mà đấy là cái chung thôi, có những người hơi đặc biệt một chút. Ví dụ như anh Ronaldo, anh có 7%, đấy, của em là 7%, nhưng mà em cảm thấy là khỏe nhá, cảm thấy là khỏe. Đúng rồi, thì cái cảm nhận vẫn là cái quyết định nhá, cảm nhận vẫn là quyết định. Tối hay anh đi ra với bố thì có đi ra thì không nên. Ok, ông rồi biết là gì không? Không được ăn nữa nhá.